lên ở trên Đắk Bơ, mình quay cái này cho mọi người xem. Mình quay cái đang quay cho người di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, di tích gọi là chiến thắng di tích Đắk Bơ, chiến thắng Đắk Bơ nha mọi người. Chia lửa với chiến trường Điện Biên Phủ và góp phần quan trọng vào việc ký kết hiệp định Geneva, chiến thắng Đắk Bơ là một trang vàng trong cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. Nơi đây ngày 24 tháng 6 năm 1954, trung đoàn 96 E96 quân đội nhân dân Việt Nam cùng với bộ đội địa phương, thanh niên xung phong, dân quân du kích và dân công hỏa tiến với quân số ít hơn 3 lần đã đánh tan binh đoàn 100 G100 tinh nhuệ vật chất của quân đội Pháp thời bấy giờ vừa được điều từ Triều Tiên về với sự hộ tống của tiểu đoàn khinh quân năm 20. Với chiến thắng Đắk Bơ, quân ta đã bẻ gãy xương sống chiến dịch Atlantis, tiêu hao 1.100 địch. Có 500 chết tại chỗ, 600 bị thương, bắt sống 800 binh lính, trong đó quan năm Barros chỉ huy G100. Tịch thu 375 xe cơ giới, có 229 xe còn nguyên vẹn, 1 xe tăng, 18 đại bác, 105 ly. Trung đoàn 96 có 147 đồng chí hy sinh, hiện đang được vinh danh và thờ tại đền tưởng niệm này. 80 đồng chí bị thương. Không chỉ 147 liệt sĩ của trung đoàn 96, nơi đây còn nhiều liệt sĩ của bộ đội địa phương, thanh niên xung phong, dân quân du kích và nhân dân và nhiều người vô danh khác. Đền tưởng niệm và tượng đài này tưởng nhớ các liệt sĩ, những người đã anh hùng, anh dũng hy sinh vì dân, vì nước, vì sự phát triển hôm nay của Tổ quốc Việt Nam. Máu xương của các liệt sĩ không bao giờ bị lãng quên. Sự hy sinh của các liệt sĩ luôn là tấm gương bất tử để các thế hệ con cháu noi theo. Mãi mãi ghi ơn các liệt sĩ và mãi mãi không quên chiến thắng Đắk Bơ. Đấy là cái biển chiến tích nha mọi người. Đó, mình quay cho mọi người xem. Đấy, đó là tượng đài chiến thắng Đắk Bơ đó mọi người. Và cái tượng đài chiến thắng di tích lịch sử này thì nằm ở ngay ngã ba xã Nam nha, quốc lộ 19 đấy. Trước mặt mọi người là con đường quốc lộ 19 nối từ Bình Định lên Gia Lai. Và là ngã ba này gọi là ngã ba xã Nam. Cái hướng trước mặt đó là đi về xã Tơ Tung, huyện Cờ Bang, tỉnh Gia Lai, là quê hương của anh hùng nấp đó mọi người, Lan Sơ Tơ, làng Công Hoa trong phim Đánh Đứng Lên đó. Rồi, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, di tích chiến thắng Đắk Bơ, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đã được Bộ Văn hóa Thể thao xếp hạng. Bây giờ mình lên cho mọi người xem. Đây có một bảng to là mọi người, di tích chiến thắng Đắk Bơ. Cũng khang trang mọi người, hai bên lối lên lối vào là hai con rồng to lắm mọi người ơi. Đây là con rồng bên trái. Bên này là con rồng to phía bên phải. Để lên. Bức tường to đẹp lắm mọi người ơi. Bức tường này thì có 2, 4, 5 người đó mọi người. Chú bộ đội dẫn đường đi trước và sát cánh kề vai cùng với chú bộ đội là những người đồng bào dân tộc nơi đây. Phía bên phải của bộ đội của Hồ lại là có một người Bana cầm ná đó mọi người. Ở sau là dắt theo một bó tên cung để bắn đó. Ở phía trước là cầm, bên phải là cầm cái ná. Còn người phụ nữ á là gánh gùi ủng hộ lương thực đó mọi người, tiếp sức bằng lương thực đó mọi người.
khuôn viên chung quanh thì có những ghế đá để dành cho những người mà lên trên này mà mệt á thì có thể ngồi nghỉ đó mọi người. Di tích chiến thắng Đắc Bơ nha mọi người. À, chú bộ đội cầm cây súng đi trước tiên phong. Cây cảnh và không gian chung quanh. Phía xa đó rừng núi của đèo Hà Tam, Mân Giang đó mọi người. Còn phía trước phía này, phía xa kia là hướng Tà Tung Cờ Bang. Cái lư hương to. Ở phía sau bức tượng này thì có hai căn nhà nha mọi người. Căn nhà nhỏ nhỏ phía bên phải đó là nhà truyền thống chiến thắng Đắc Bơ. Còn phía bên to này là cái đền tưởng niệm nha mọi người. Đền tưởng niệm liệt sĩ Đắc Bơ. Còn đây là mặt sau của tượng đài chiến thắng Đắc Bơ này mọi người. Có người cầm cuốc tượng đó, có người cầm cuốc, có người cầm ná, người cầm súng. Đây là hoa sứ, những cây cảnh trong khuôn viên của đài tưởng niệm này. Cây lộc vườn đẹp mọi người. Ôi về kêu về kêu. Thôi video về đài tưởng niệm chiến thắng di tích lịch sử quốc gia văn hóa chiến thắng Đắc Bơ này đến đây xin kết thúc nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào mọi người nhé.